thậm chí là nếu chiều nay câu lạc bộ Khánh Hòa có thua thì vị trí đầu bảng vẫn thuộc về đội bóng này, bởi hai đội xếp ngay phía sau Khánh Hòa là Phổ Hiến và Bà Rịa Vũng Tàu đều đã thi đấu vòng đấu thứ 7. Hiện thời thì Phổ Hiến có 15 điểm, còn Bà Rịa Vũng Tàu được 14 điểm, trong khi Khánh Hòa đang có 16 điểm. Và triển khai tấn công của đội chủ nhà An Giang không được. Pha đưa bóng vào trong vừa rồi là của Đình Lâm, một hành động không đẹp. Chúng ta cùng chờ xem quyết định của trọng tài. Vừa rồi thì ông đã rút thẻ vàng, chỉ là chiếc thẻ vàng thôi thôi các bạn. Quyết định khá hiền của trọng tài Ngô Đức Việt. Nếu mạnh tay, ông hoàn toàn có thể rút thẻ đỏ. Và nếu chuẩn xác hơn thì ông hoàn toàn có thể cho Khánh Hòa được hưởng quả đá 11m. Ở tình huống bóng chạm tay cầu thủ An Giang rất rõ trong vòng cấm. Trịnh Văn Hậu lại phản ứng. Trong trận đấu gặp Phổ Hiến thì Văn Hậu cũng đã phản ứng khá quyết liệt với trọng tài ở tình huống mà huấn luyện viên của Phổ Hiến bóp cổ học trò của ông. Và ở tình huống vừa qua, huấn luyện viên của An Giang cũng tiếp tục phản ứng. Đó là tình huống mà lẽ ra trọng tài có thể có quyền để rút chiếc thẻ đỏ dành cho cầu thủ Khánh Hòa. Chúng ta cùng xem lại tình huống tranh cãi này. Một pha vào bóng từ phía sau xứng đáng nhận thẻ vàng của cầu thủ áo trắng, nhưng hành động của cầu thủ áo vàng thì xứng đáng nhận thẻ đỏ. Với tỷ số 2-0, chỉ sau chưa đầy 36 phút tranh tài, để rồi trận đấu đó Khánh Hòa đã vượt qua Long An với tỷ số đậm đà 4-1. Nguy hiểm, quá đẹp, bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà An Giang. Bóng đi cao và rất hiểm. Ngọc Cường đã rất cố gắng nhưng anh đành bỏ tay. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng của đội chủ nhà An Giang. Từ cú đá ở cự ly khoảng 27m, bóng đi rất căng, làm tung lưới Ngọc Cường, đưa An Giang vươn lên dẫn trước từ phút thứ 17 của trận đấu. Và lập công của Võ Văn Công. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.